Làm gì có Mr. X. Thằng này không, Mr. X không chậm như thằng trà đâu. Mẹ thằng này mẹ nó nhanh lắm. Mình không nhớ cái phần Resident Evil 2 là có Mr. X không? Hình như có đúng không? Nhưng mà thằng này nó không phải Mr. X đâu. Mẹ thằng này nó nhanh lắm. Không biết là cái phần này nó có nhanh hơn phần 1 không mẹ. Nhưng mà ở cái phần 1 là thằng này nó cũng nhanh lắm. Nếu mà nhanh hơn nữa thì mẹ đúng là hơi bị căng ấy. Đúng ra mình nên để dành thêm liệu ấy. Xài hơi bị nhiều. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Nên là cái event nó vẫn xảy ra như vậy. Stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Không biết nào tính mình chết là ở đoạn nào nhỉ? Hình như cái đoạn bị ăn cưa rồi đúng không? Stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess, maybe some missing señorita, young girl. Cô gái trẻ nào? Talk now. All right. See, heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Nó rất đứt cái dây này. À, rất đứt cái bánh này. Phần này vẫn có thằng cầm dìu này. Nhưng mà nó không dìu to thằng kia nhỉ. Căng ấy. Ui, không khí. Phần này là thằng Louis này kiểu là không, kiểu không phải lãng tử là kia nhỉ? Ủa? MVP. Không sao, không sao. Thoát được quý thôi. Phần này mẹ cái Leo này nhìn đẹp trai thật đấy. Oh no, xin chúc mừng bạn, bạn đã chẳng có đồ gì. Condor 1 to roost. I've located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Đại bàng con. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. Tôi bảo mẹ có cái tiếng gì nhỉ? There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1. Đi lên nhà thờ. Nên là chúng ta có intel mới cái thằng kia nói là chúng ta thấy thằng kia thấy nhân vật là có một em gái trẻ được di chuyển ra nhà thờ, không phải ra bến cảng nữa. Nên là chúng ta sẽ ra nhà thờ. Là cái cốt truyện nó vẫn y chang như vậy, nó chỉ thay đổi một số cái chỗ ấy. Đây này, vũ khí nó cầm ngay đây thì không lấy đi mẹ. Thằng này chê. Thế làm sao mẹ. Chết đói rồi còn ăn mày của mẹ, mày còn đòi sôi gấc. Vũ khí nó cầm dưới kia mẹ mày cũng không xài. Lại bảo là em. Nhưng mà ở trong kìa là bút cam em chỉ training để sử dụng dao thôi. Em không biết sử dụng cái mẹ mày dìu là như thế nào. Lúc mà tí đã nó cầm mẹ mày dìu nó bổ cho thì sinh tồn rồi còn chê mẹ, ảo thật đấy. Mẹ đừng có dậy nha. Đĩ này. À này có dao. Ui ui, có kitchen knife. Kitchen knife. You can perform Y, VR2. Quick start with her. Có nghĩa là chúng ta thể đâm này và while holding L1. Chém vào đường rộng này và đâm trong khi giữ dao. Tại em nó sẽ dạy mình dùng dao. Còn nếu mà mặc định là nếu mà chúng ta giữ thì là đâm, còn nếu mà không giữ thì là nó sẽ chém. Mấy cái dao combat knife thì không ấy. Ông phải dạy tôi từ đầu ấy, bây giờ mới dạy. Bây giờ nó dạy mình cách assassin á mẹ. Thờ thế luôn. Cái này phải xài ngay từ đầu ấy. Tại kitchen, ôi, làm kitchen này ấy. Wow, hẳn hai con. Ui, gì đấy? What? Ôi. Sao đã được sửa thôi các bạn. Thần kỳ vãi lành. Chết rồi. Parry if you have... Đây, bây giờ nó mới dạy mình đấy. You can parry with L1 when the prompt appear. You can success. À, có nghĩa là mình mặc định là mình vẫn đỡ được cái dao ấy. Nhưng mà có nghĩa là khi mà nó hiện ở cái dao ấy thì là nó sẽ bấm được. Mẹ, bây giờ là chat rồi, mẹ, bây giờ anh chat rồi. Rồi mẹ, bây giờ chat con mẹ luôn. À, là nó sẽ nháy một cái chữ ở con dao ấy. Đấy. Là khi đấy là chúng ta mới bấm được. Ui giời, mẹ dạy mẹ mới từ đầu ấy. Khó vãi lành luôn. Giờ mới dạy. Chạy kitchen này tiếp mẹ. Tầm này là solo rồi, mẹ solo mid rồi. Tầm này là gặp mấy thanh niên mẹ có hung khí rồi. Anh cũng không sợ lắm rồi. Lạ nhỉ, đúng là nó phải dạy mình từ đầu chứ mẹ, bây giờ mới dạy, tội chị. Mẹ mày từ đầu giờ bị mẹ mày. Bọn kia nó xin mình bao nhiêu tiết luôn. Cái điên này không nhỉ? Abandoned Factory này. Nhảy đằng này. Ui, mẹ mày có hàng. Điên này kia đâu nhỉ? Điên này đâu? Okay, chúng ta biết chơi dao rồi. Chúng ta sẽ mẹ cắt tiếp bọn này. Ôi, ôi, bọn sao không thấy mình á? Ôi, thôi không sao. Phản làm gì nữa. Ảo thật đấy. Đấy, cái đoạn đấy thì đúng là zombie thật mẹ mày. Còn bình thường nó khôn như chó ấy. Bị nhiễm virus này mẹ mày, chỉ số IQ nó đi lên thôi. Ui, cái mẹ gì đây? Hình như cái chỗ này là có súng không? Where is my súng man? Và bố mày cứ xoay. À, mở cái cửa kia. Ôi, từ từ, nó sẽ ấy à? Rồi, chết. Nhanh. Hurry up bitch. Phải điên này nhỉ? Đúng, chuẩn mẹ luôn. Sợ, mẹ, hành động. Ui rồi ôi, mẹ phun. Nhưng mà sao nó cho mình mỗi con da phò này? The fuck mẹ. À đây này, nó sẽ lấy ra để nó sắp xếp lại đồ của mình ấy. Oh, đùa bro. Ơ sao cái khóa này là cái khóa gì nhỉ? Khó chịu thế. Mình có quay lại đây được không? Ê mẹ mày, tao có biết, tao biết dùng dao rồi. Không lẽ là tao chưa huấn luyện. À đây này, nó vẫn, mình vẫn xài mấy con dao để thôi. Con mèo nó nghịch cái gì nhỉ? Khó chịu thế. Ui. À thằng này bán đồ. Nhẹ tí để bắn nó. Over here, stranger. Cái phần này nó vẫn có thằng bán đồ hay phết nhỉ. Eric of the Rat. Oh, XTM bên đây. Ui. Đi giết chuột đây. Oh, yes, bitch. Welcome. Welcome, stranger. Oh. Well done, deserves payment. Spy novel X3. Dùn áp này. Cái gì mẹ mày, nó sửa ra mình 4.000 á? Ông đùa tôi à? Key item. Hunter Lodge như này bán được này. Ok, mình tự bán nó đi. Mẹ mà sửa ra 4.000. Ông đùa tôi. Per pedant. Almost anything. Combat knife bán được 5.000. Nó sửa 4 đồng. Kitchen knife hỏng. Không bán được cái dao hỏng nhỉ? Mẹ dao. Nó sẽ ưu tiên bán cái dao hỏng chứ. Con mèo này cái gì nhỉ? Khó chịu thế. Sentinel 9. Sao cái này nó không thể hiện cái lực bắn của mình nhỉ? Mình có thể nâng cấp súng. Ui, power, yes, oh yeah. 9.000. Ammo capacity. Rate F5. Mẹ mấy cứ power là ngon. Mình vẫn còn ít tiền để mình nâng. Từ con mẹ nó bây giờ nó bán luôn súng này. New scope. Ui cái trò này một tiền. UK upgrade. Upgrade the size of your attachment. Ui rồi. Mẹ mày bao nhiêu thứ để nâng cấp được luôn này. Không có tiền mà xài đấy. The Bowtroller FSR1903. Mua cái này và được tặng free scope limited time only. Ô vạ đái. Mình lại vừa nâng cấp cái khẩu súng rồi. Nâng cấp lên hẳn level 2. À đâu, lên level 1. Scope này 4.000 này này. Bán một cái gì đấy nhỉ? Velvet Blue, cái này bán được này. Chơi. Chơi chấm á. Yellow X3. À thay nó bán cái yellow hớp á. Chơi chấm á. Laser sight. Can be mount on Punisher Sentinel 9. SGR09R là cái súng mình đang dùng ra nhá. Ô có cái laser lại ngon này. Yellow diamond. Rocket. Mình muốn nhớ cái chỗ nào. À đây này. Nó có chỗ nhớ này. Merchant tip. Get rich quick. Trade the spy. Nhà nó đề xuất là mình mua cái treasure map. Thực ra là mình có rồi sao nhỉ? À, phải là mình có rồi không nhỉ? Có đạn này. Cái đoạn này là nó đề xuất mình là mua cái súng săn này này. Em phải nâng cấp tốn tiền vãi nồi luôn. Mình vào mình săn lại chuột mà. Đúng ra mình không nên nâng cấp súng nhá. Nâng cấp cái damage của nó lên 30%. Anh thiết chuột. Thôi lúc nãy mình phải giết mẹ mấy con chuột luôn. Đi đường này ra. Để đi một vòng. Đi diệt chuột. Đây đây đây. Một con. Nên là cái ra này là nếu mà chém là chém được luôn ấy. Chứ không cần phải chuyển ở cái chế độ kia nữa ấy. Mẹ phải diệt chuột. Cái chỗ này nó không có lựa chọn mua kiếm nhá. Pet control. Đây này, có một con. Anh, đừng để anh cáo. Đừng để anh cáo. Đừng để anh cáo. Đợi. Con đi ở kìa. Ở kìa. Đâu rồi? Mẹ con em nó chơi đùa mình à? Dũng sĩ diệt chuột. Nó chôn mình. Đi lại này. Tầm này có dao, mẹ biết sử dụng dao cái ngon thế. Thế là nếu mà nó nhảy vào người mình là mình cứ giữ cái nút đỡ là được cái dao ấy. Well done. Well done. Chơi... À, cái này là nó, cái spy này nó tính là 6 này này. Punisher return action. Punisher. Cái này nó vẫn như phần trước là nó chúng ta sẽ có cái khẩu Punisher này. Mẹ nó vừa nâng cấp cái kia bao tiền rồi. Giá nó chứ. Punisher này là đủ 5 cái đấy. Mẹ nó vừa nâng cấp cái khẩu kia mấy nghìn rồi. Khẩu này có thể bắn xuyên gần như tất cả mọi thứ. Hổng một phép. Mình không biết mình nên sửa cái dao. Mẹ nó vừa nâng cấp cái súng đấy sao? If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Thì hiện tại là cái Punisher này không mạnh nói khẩu này của mình ấy. Tốn kém quá. Đỡ như một vị thánh. Bây giờ phải bám vào cái gì để mua khẩu sniper này. Có cái Velvet Blue này vẫn được. Punisher này. Lạ nhỉ, sao nó không ghi cái chỉ số của cái súng mình nhỉ? Cái súng kia của mình là crafting. Nhìn trông bừa bãi quá. Crafting. Nhìn trông mẹ mày trông hổ đốn quá. Treasure này. Inlay gemstone 1. Sẽ cần một viên vuông nữa, 2 viên vuông. Cái này là nó dễ hơn. Mình có thể bán cái perp này. Và chúng ta bán 2 cái Velvet Blue, ok. Nên là mình nghĩ là mình vẫn đủ tiền để mình mua. Hay là lốt lại nhỉ? Thôi kệ. Phí mẹ 9.000 luôn. Mình không xem cái mục nào bán thì 10.000 này. Ôi trẻ. Punisher Combat Knife, Kitchen Knife. Thôi kệ mẹ này. Cứ dầm người Kitchen Knife được. Mày cứ sống mà phàng hả mẹ. Hay là limited time này này. Phải mua luôn. Anytime. Exam. Mình không có cái dương nhỉ? Hay là mình có dương sao nhỉ? Mình có dương cái chỗ mà đánh máy chữ chứ đúng không? Này này, số đấy này. Là Sentinel 9 này. Có thể là mình nâng cấp cho cái cây nó rộng hơn đấy. À, cất bớt đi. À đó, cái store này là nó khác nhỉ đúng không? Có cất được đâu. Cái vali này là toàn bộ những cái gì mình có thể mình mang rồi. Phải không nhỉ? Storage. Nè, cái storage này mình không hiểu sao. Store này. Hình như storage là nó chỉ đổi được cái vũ khí thôi thôi. Rồi, cầm Punisher này đổi mẹ Punisher vào trong. Này mình sẽ set ra cái vũ khí này ở chỗ nào. Sentinel storage này này. Để mình xem cái khẩu phát này như nào. Nên là nó vẫn bị lắc. Nó không kiểu như cái khẩu kia tune up này. Bán mẹ khẩu đi nhỉ. Sentinel 9 này. Compatible with the laser sight. Ammo là 19 này. Rate of fire 1.1. Thế thực ra nó không mạnh hơn cái khẩu này mấy đúng không? Cái khẩu lục của mình về cơ bản là cái power là bắn vẫn tởm ấy. Nhưng mà cái khẩu này là cái đạn của nó nhiều. Hình như là cái khẩu này là đạn lục nhưng mà bắn theo kiểu là auto ra, semi auto ấy. Hết mẹ chỗ ấy. Hay là bán khẩu này đi nhỉ? Punisher. Đây này. Bán được 7.000 đấy. Cool Scratcher. Cái giờ là phải cầm bỏ vào trong cái dương thì đồ của mình thì mình biết được. Yes. Đây này, còn mấy cái này là mình phải cầm vào người. Welcome. High power này. No space á. What? Cancer project yes. Ôi, mình phải fill từ mấy cái cây rồi. Phải lên cái ấy luôn. Mẹ shotgun gần như là không dùng mấy luôn. Ơ, vẫn no space này. Còn mẹ đủ. Mẹ sao cái nào ấy thế nhỉ? Hình như nó một hàng dài ra. Đây này, toàn bấm nhầm rồi này. Trông ngồi như thằng dở hơi. Cái con bát này là mình cất đi được ra nhỉ? Send to store, yes. Welcome. Này mà thiếu đấy thì tao đấm vỡ mắt này. Ông đưa tôi cái súng ngắm nha. Miễn phí là phải mua luôn này, này. Special offer. Nghe tài nói ở phần này nghe người đít hơn phần 1 à? Để mình map lại cái nút này. Pack Scope. Đây là gắn chưa? Sẽ là cái đoạn mình có cái liệu sao nhỉ? Gắn này nó không gắn, gắn vào luôn nhỉ? Gắn này để equip. Ui, mẹ ngon quá. Càng đét luôn. Mẹ mày có tiền nó khác. Mình có sửa được cái con dao. Không sửa được dao này. Lỡ mẹ nó cốc số game. Mình mua cái Punisher hơi phí tiền đấy. Không cần phải mua cái này. Mua mẹ cái kéo dài máu ngon hơn. Tầm đấy anh chat rồi. Anh ô, mình không có cái con chim à? Con chim đâu nhỉ? Phải điên này không? Cái này phải điên này. Chưa ra được luôn cái cầu ra. Này là có hàng này. Ui sổ. Ôi sao cái bắn khó thế nhỉ? Ôi, cái scope này rung hơn cái PS2 bao nhiêu luôn đấy. Nó rung rất là nhiều luôn đấy. Nó rung này đúng kiểu nó thực tế hơn đấy. Nhưng mà bắn ở cái cự ly gần nó khó nó rất là nhiều luôn. Mẹ kiểu không giống như phần trước. Hay là mình phải gắn thêm báng nhỉ? Ui, nó rung như điên luôn đấy. Mẹ cái đoạn này có vẻ căng này. Có cảm giác không lành. Ui ui. À đâu, cái chỗ này nó vẫn thế chứ. Này có một thằng. Này nó không scope to được như kia. Mẹ cha. Mình cần một headshot nào. Cái headshot phần này nó khó hơn phần kia bao nhiêu. Nhìn trong cái nhà này ra. Kìa. Ui, nó ngay đây rồi. Cút. Mẹ. Tỉnh dậy. Ui rồi mẹ mày. Ra mình mất bao nhiêu máu luôn này. Mất bạo lực. Cút. Nó phải thế chứ. À! Cút. Ui nó cầm lựu pha mình. Ôi, thế là mẹ bóp tim này. Oh yes, bitch. Này con chạy. Ui á. Ui, mẹ nó chạy vào. Ôi, nó nhảy vào người mình ra ấy nhỉ. Mẹ con chó này. Ô, ở đâu ra ấy nhỉ? Ui ui, sao bom phần này ảo thế? Ui, bom phần này nổ ảo thật đấy. Ui. Vậy đái. Mẹ bom phần này nó nổ ảo thế nhờ, đùa thật sự luôn. Ui. Con chó này, ôi ôi. Mẹ này. Bom phần này nổ hiểm thật đấy. Thôi chết tôi rồi. Bom phần này nổ hiểm thật đấy. Chạy mà không kịp luôn, nó ném kiểu gì cũng trúng luôn đấy. Mẹ bom phần này như lựu đạn này, tởm thế. nó ném mà cái thời gian nổ nó rất là nhanh luôn đấy. Mẹ nó không phải như kiểu là nó lừ đừ như cái phần 1 đâu. Phần này mẹ mày cái thời gian nổ nó rất là nhanh luôn đấy.